Ôi mệt quá, không thể đi nổi nữa rồi. Thì chú đất nào, không thể đi nổi nữa rồi. Ồ, thầy Ben chào tất cả các bạn. Các bạn có biết hôm nay thầy Ben đang đi đâu không? Hôm nay thầy Ben cùng với cậu Vàng không đi vào trong rừng nữa. Hôm nay thầy Ben cùng với cậu Vàng đi đến một cái khu sa mạc rất là rộng lớn. Nhưng mà nóng quá các bạn ạ, nóng quá, khát nữa. Thầy Ben khát cháy cổ rồi. Ai chà, đi mãi mà chả tìm được chỗ nào có nước để uống cả. Xem ra tối nay thì thầy Ben sẽ phải hứng sương đêm để uống tạm rồi. Dựng trại để nghỉ tạm đó các bạn ạ. Chờ thầy Ben dựng trại xong ấy, rồi thầy Ben sẽ phải tiếp tục nói chuyện với các bạn nhé. Wow, thầy Ben dựng trại xong rồi, mệt quá các bạn ạ. Thầy Ben đã lắp một cái hệ thống bắt sương đêm ở đằng kia. Chắc khoảng một tiếng nữa ấy, thì sẽ có những cái giọt nước đầu tiên để sử dụng các bạn ạ. Trong lúc dựng trại ấy, thì chợt nhiên thì thầy Ben lại nhớ đến một cái câu chuyện rất là hay và muốn kể cho các bạn nghe đấy. Câu chuyện ấy kể về một cái bạn quạ rất là thông minh trong một cái tình huống cũng khát nước như thầy Ben này này. Lắng nghe thầy Ben kể chuyện các bạn nhé. Câu chuyện là như thế này các bạn ạ. Một năm nọ, ở một cánh đồng xa, trời làm hạn hán, cây cối khắp nơi đều khô héo, ruộng đồng nứt nẻ, trơ trụi. Muôn loài, từ trâu, bò đến các loài chim đều sống trong cảnh vô vàn khó khăn. Đặc biệt là nguồn nước từ ao, hồ, sông, suối đều đã không còn. Tất cả đều đã trơ đáy. Một ngày nóng nực như bao ngày khác lại đến. Một chú quạ bay lòng vòng trên cao, dáng điệu mệt mỏi, bởi chú ta khát nước, khát đến khô cả cổ. Chú cứ bay mãi để tìm nước uống nhưng không thấy. Chú cảm thấy mình đã rất yếu và gần như từ bỏ hy vọng. Đột nhiên, chú nhìn thấy một cái giếng. Chú vui mừng xà xuống nhưng ngay lập tức lại thất vọng tràn trề, bởi dưới giếng là cả một gia đình nhà ếch cũng đang khốn khổ trong lòng giếng cạn khô trơ đáy. Quả cất giọng mệt mỏi, chờ tôi ở đây các bạn nhé, tôi sẽ tìm được nguồn nước và sẽ chia sẻ với các bạn. Dứt lời, quả cố gắng cất cánh trở lại trời xanh, phóng tầm mắt tận cuối chân trời xa, trông chờ một tia hy vọng của sự sống. Chú bay qua một ngọn đồi cao, rồi hai ngọn đồi cao, bay qua một cánh đồng, rồi hai cánh đồng vàng, tất cả chỉ một màu vàng của cỏ cây héo úa. Đang trong lúc buồn bã và thất vọng, chợt chú giật mình, dụi mắt. Có gì phía dưới thế kia? Một chiếc bình đựng nước nằm cạnh một gốc cây cao. Vội vàng chú bay thẳng xuống để xem có chút nước nào sót lại trong bình hay không. Thật may làm sao ấy, trong bình vẫn có một chút nước, đủ để chú thỏa cơn khát. Chú reo lên mừng rỡ và ngay lập tức đưa mỏ vào bình uống nước. Nhưng đáng buồn thay, mực nước trong bình hơi sâu nên chú chẳng thể uống được ngụm nào cả. Nghĩ cách khác, chú lại cố gắng để đổ cái bình xuống cho nước chảy ra ngoài. Nhưng bình quá to và nặng so với chút sức lực còn lại của quạ. Quạ chán nản và vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, quạ không bỏ cuộc. Cậu ta suy nghĩ xem mình nên làm gì để có thể uống được nước trong bình. Nhìn ra xung quanh, chú bắt gặp mấy hòn đá cuội nằm vương vãi trên mặt đất. Đột nhiên, chú nảy ra một ý tưởng cực kỳ thông minh. Chú dùng mỏ của mình để nhặt nhạnh từng hòn sỏi một, rồi thả chúng vào bình. Một viên được thả vào, rồi hai viên được thả vào, và nhiều viên được thả vào. Mực nước trong bình tiếp tục dâng lên cao. Chẳng bao lâu sau, nước trong bình đã dâng lên đủ cao để quạ có thể uống được. Kế hoạch của quạ đã thành công rực rỡ. Những giọt nước ngọt lành của sự sống làm cho quạ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng hơn bao giờ hết. Nhờ lòng kiên trì, sự nỗ lực và trí thông minh, quạ đã được tận hưởng phần quà thật xứng đáng. Cam ạ, Cam thấy bản quạ trong câu chuyện mà thầy Ben kể thế nào? Bạn ấy thật tuyệt vời đúng không Cam? Bản quạ quả thực rất là đáng khen về ý chí, về nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Bản quạ cũng đặc biệt đáng khen về trí thông minh nữa, có phải không tất cả các em? Có một điều rất là thú vị như thế này các em ạ. Một thực tế là người Nhật ấy, người ta đã làm thực nghiệm về cái câu chuyện này ấy, làm thực tế luôn ấy. Và người ta chứng minh rằng là cái khả năng mà để bạn quạ có thể uống nước được ấy, trong cái trường hợp này ấy, là rất là thấp ấy. Bởi vì để mà uống nước được trong cái trường hợp như thế này ấy, thì cần hai điều kiện. Thứ nhất là cái mực nước trong bình ấy nó phải còn khá là nhiều, và thứ hai nữa ấy, là cái lượng sỏi đá mà bỏ vào trong bình đó ấy, nó cũng phải có một cái lượng đủ lớn nữa các em ạ. Nhưng dù sao ấy thì bạn quạ cũng quả thực là rất là thông minh, quả thực bạn ấy cũng rất là đáng khen. Vậy bây giờ thầy Ben lại giả sử thế này, nếu mà các em ở trong tình huống tương tự, tức là các em đang ở trong một cái sa mạc nắng cháy như thế này, có một cái bình nước rất là nặng và không dễ mà bê lên để uống được, thì ấy, các em sẽ giải quyết như thế nào? Các em có phương án nào, làm nào để mình uống được nước trong cái tình huống như vậy? Rồi thì chúng ta để ý lại một chút ấy, là lúc đầu bạn quạ này ấy, bạn ấy gặp gia đình nhà ếch ở trong giếng, và bạn ấy đã hứa là khi tìm được nguồn nước ấy, thì bạn ấy sẽ chia sẻ với gia đình nhà ếch. Vậy thì thầy Ben lại đặt một cái vấn đề là các em sẽ làm thế nào ấy để mà bạn quạ ở trong câu chuyện này, bạn ấy tìm nước ở trong cái bình ấy rồi ấy, bạn ấy lại có thể chia sẻ được với gia đình nhà bạn ếch ở cách đó hai ngọn đồi. Phương án của các em như thế nào ấy? Hãy cho thầy Ben biết được các phương án thông minh của các em qua cái cách là các em có thể comment các cái giải pháp của các em trong phần bình luận, chia sẻ cái sự thông minh của mình ấy, cái sự sáng tạo của mình ở ngay dưới đây cùng với tất cả mọi người nữa các em nhé. Và hẹn gặp lại các em trong các câu chuyện lần sau. Thầy Ben bây giờ ấy, thầy Ben phải đi uống nước sương đêm đây. Bye bye, khá lắm rồi. Bye bye.